Chào các bạn biết đây là đâu không? Đây là Taipei nè, Đài Bắc, Đài Loan. Nhìn quả trứng trà chắc chắn là ai cũng sẽ nhận ra đây là Đài Bắc đúng không? Thì Bác Trang có một chuyến đi Đài Bắc trong đợt vừa rồi. Ngày đầu tiên là tới một cái phòng khám của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tên là Trang. Cũng là Trang nhưng mà trời nhẹ nhá. Đây là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ rất là nổi tiếng ở Đài Loan. Bác chuyên về phẫu thuật nè, rồi tim tăng sinh nè, trẻ hóa này. Đây là phòng khám về anti-aging ấy, phòng khám trẻ hóa đấy. Thì bác sĩ phẫu thuật Trang cũng là trainer của rất là nhiều hãng nổi tiếng nhá, như là Merz Aesthetic này rồi Allergan ha. Đây là phòng khám của bác nè. Đi vào thì mình sẽ phải thay dép ở bên ngoài. Một đặc ân rất là lớn của mình trong lần này đó là được gặp bác Trang và được tham gia mổ cùng bác luôn. Đây là một bác sĩ mà mình cực kỳ ấn tượng khi show cái kỹ thuật mới về tress, tức là căng chỉ. Và bác sĩ này sử dụng rất là nhuần nhuyễn giữa các chất kích thích tăng sinh, căng chỉ và phẫu thuật face lifting luôn, tức là căng da mặt đấy các bạn. Thì khi mà mình được nói chuyện với bác, mình được mổ cùng bác thì mình sẽ có được thêm nhiều cái kinh nghiệm khi nào thì sử dụng loại nào, sử dụng ra sao, tần suất như thế nào để đạt được cái hiệu quả trẻ hóa lâu dài mà mình có thể đúng mức nhất. Thì đây là điều khó chứ không hề dễ, phải là những người có rất là nhiều kinh nghiệm thì mới có được cái sự truyền đạt kỹ càng này. Còn nếu như chúng ta chỉ có tham gia các cái lớp trainer của các hãng thôi ấy, thì chúng ta chỉ biết đến sản phẩm đó thôi chứ chúng ta chưa biết cách để kết hợp làm sao để sử dụng như thế nào cho phù hợp. Đây là hình ảnh của bác Trang nè. Một lớp học mà chắc chắn không thể bỏ qua và mình đã phải trả tiền cho lớp học này đấy. Đây là bác sĩ Jack Colanda đến từ Mỹ, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và chuyên về các cái lớp giải phẫu, dạy cho các lớp giải phẫu rất là nhiều. Thì trên bàn các bạn nhìn thấy xác không? Phẫu thích xác luôn dưới siêu âm, học về cách làm sao để sử dụng siêu âm. Và đây là hình ảnh khối filler trên siêu âm. Phải là máy siêu âm có Doppler và tốt thì mới nhìn được hình ảnh này, chứ không phải mấy cái máy rẻ tiền trên TikTok mà các bạn thấy đâu nha. Và qua lớp này thì mình cũng học thêm được cái kỹ thuật mới hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn và sử dụng lượng filler ít hơn, càng ngày càng ít luôn. Đương nhiên là học xong thì sẽ có bằng rồi đúng không nào? Và một đặc ân tiếp theo đó là mình được mời là speaker của hội nghị AMWC. Bạn biết là có IMCAS này, AMWC là hai cái hội nghị thẩm mỹ rất rất là nổi tiếng. Thì lần này mình sẽ nói về điều trị sẹo đa phương thức, vừa chia sẻ kinh nghiệm cũng như là những cái kiến thức mới trong điều trị sẹo đa phương thức sử dụng kết hợp cùng với skin booster có chứa calcium hyaluronate. Thì rất là nhiều bạn bè quốc tế thích bài nói của mình, cũng như là sau buổi nói thì mọi người hỏi rất là nhiều, thì điều đó làm cho mình rất là vui và ban tổ chức cũng khen mình quá trời luôn. Chắc là mình cũng được vote cao cao trong cái bài presentation này ha. Thì đây không phải là dễ dàng để có được cái đặc quyền này, và các bạn biết là mình là bác sĩ cũng không phải là vớ vẩn rồi ha. Và trong cái lần đi hội nghị này thì ban tổ chức có tặng cho mình 2 ngày ở khách sạn Hyatt là cái khách sạn 5 sao rất là lớn ở Taipei ấy. Chứ nếu mà mình đi mà không có được tặng á, thì mình sẽ không có ở khách sạn xịn như vậy đâu, vì nó tốn tiền quá đó. Đó thì vào đương nhiên là sẽ phải quay một xíu để xem cái khách sạn Hyatt nó có cái gì. Và rất là hên đó là bạn lễ tân bạn đã chọn cho mình một cái phòng có thể view được 101 đây. 101 là một trong những cái biểu tượng chính của Taipei, của Đài Bắc. Đó, 101 này. Đến buổi tối nó còn bật đèn theo nhạc cơ. Và đương nhiên là một báo cáo viên thì sẽ có một buổi tiệc dành riêng cho báo cáo viên, gọi là welcome dinner. Và trong buổi tiệc này thì mình cũng gặp gỡ được rất là nhiều các báo cáo viên khác, cũng như là những trainer rất là nổi tiếng mà mình đã từng biết tới trước đó. Nổi tiếng thật đấy nha, chứ không phải là kiểu KOL đâu nha các bạn. Đó, thì đây là hình ảnh mình chụp với các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ này. Một bác từ Mỹ, một bác từ Canada, rồi hai bác ở Đài này. Rồi bác Tim Song Lim là một người rất là quen thuộc rồi đúng không nào? Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Kellen Colenda nữa nè. Và không thể nào quên việc thăm lại trường cũ rồi, TMU là Đại học Y Đài Bắc, nơi mà mình đã tốt nghiệp tiến sĩ tại đây với chuyên ngành là y học tái tạo và trẻ hóa. Thế nên là các bạn biết là nên tin tưởng mình trong cái vấn đề trẻ hóa rồi đúng không? Và quay lại Đài thì không thể quên những món ăn được. Chắc chắn phải thưởng thức lại những món ăn. Rất là nhiều món ăn. Đây không phải là video về món ăn, nhưng mà mình sẽ chỉ shortcut
ngắn ngắn như vậy thôi nha các bạn. Nếu như bạn nào có tới Đài thì đừng quên thưởng thức những món ăn ở Đài. Cũng nhiều món mà dễ ăn lắm á, chứ không có khó ăn đâu. Đây là cái món miến ngan, như mình gọi tên là miến ngan, nhưng bên này miến ngan sẽ hơi khác một tí, nhưng vẫn rất là ngon nhé, rất là ngon đó. Ok, và kết thúc buổi đi học vừa đi báo cáo của mình trong 4 ngày ở Đài Bắc. Thực sự là rất rất nhiều kiến thức. Các bạn thấy là bác Trang thường là đi một mình không có đi theo bất kỳ một nhãn hàng nào, cũng không đi nói cho nhãn hàng. Mình là một bác sĩ độc lập, và đó cũng là một trong những thế mạnh của mình. Không phải dễ dàng để có được điều đó. Hy vọng là sẽ có những cái chuyến đi mới, học tập được nhiều điều hơn và update được nhiều những cái kiến thức hơn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui nha, và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi sau, mình sẽ chia sẻ thêm nhé.